chào mọi người, chào các bạn. Rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Thì hôm nay nhân dịp có cậu em họ từ bên Mỹ trở lại có Pháp đi tham quan một tour ở châu Âu. Thì sau khi đi du thuyền về, một tháng sau thì cậu em họ lại trở lại đi viếng thăm Paris vào cái dịp Noel. Thì bây giờ mình mời các bạn theo chân mình nha, dẫn vợ chồng cậu em họ mình đi một chuyến ở Opera, đi tham quan cái trung tâm thương mại lớn nhất. Và năm nay họ đề cộng rất là đẹp. Mời các bạn theo chân mình. Rồi tiếp tục đi lên trên mặt trên Noel. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là tiệm bánh mì Khai Trí. Trước đây bánh mì Khai Trí là tiệm sách Khai Trí vào cái thời thập niên giữa 1980 và 90 thì xuất hiện cái nhà sách Khai Trí này. Hiện tại cái tuổi đời của nó cũng gần 40 năm rồi, mà hầu như tất cả các du khách khi mà đến Paris quận 13 du lịch thì hầu như du khách nào cũng đến đây mua ăn bánh, thưởng thức cái món bánh mì Khai Trí ở quận 13 như thế nào. Nhưng mà mình phải nói rằng là bánh mì Khai Trí là bánh mì Việt Nam độc nhất người Việt Nam làm nha. Phải nói rằng là những cái tiệm bánh mì chung quanh của người Hoa làm không thể nào mà so sánh được bánh mì Khai Trí. Bánh mì Khai Trí thì mình ăn thường xuyên lắm. Có mỗi lần anh em họ hàng mình du lịch qua Pháp thì mình cũng giới thiệu đến đây mua để mà ăn. Còn nhà hàng kế bên trước mặt mình đây là nhà hàng Palais d'Asie. Mình cũng vừa mới ăn xong ở đó với lại cậu em họ. Bởi vì cậu em họ này sáng nay mình đi đón ở phi trường về. Rồi cậu than đói thì mình chạy thẳng lên đây ăn luôn. Bởi vì khoảng 10 giờ sáng thì hầu như nhà hàng ở quận 13 này chưa có chỗ nào mở hết. Nên mình ghé để mình ăn. Thì cậu lại khen mì ở đây ngon. Thì mình thấy là ôi khen là ok rồi. Thì bây giờ tiếp tục đi, sau khi ăn là mình đi đến tiệm vàng, mình đi đổi tiền. Vì cậu cũng cần đổi tiền đô la qua tiền euro. Còn trước mặt đây là cái tiệm Big Store. Đây, cái tiệm này cũng có từ lâu đời rồi, mà cũng khoảng chừng 30 năm thôi, hoặc là hơn 30 năm một chút thôi. Cũng không có lâu lắm đâu, sau này mới xuất hiện thôi. Thì cái quận 13 này đó, thì vào thời điểm 1980 thì ở cái khu quận 13 này phải nói là không phải là cái khu cạc chê Chinatown của người Tàu, mà những cái nhà hàng Việt Nam và quán cà phê Việt Nam chỉ lác đác có một hai tiệm thôi. Nhưng về sau này đó thì khi mà Tăng Phe họ mở cái siêu thị ở đây thì lúc đó thì nhà hàng mọc lên như nấm. Nhưng mà khởi đầu là đa số là nhà hàng của người Việt mình rất là nhiều.
chứ không phải là người Hoa. Nhưng mà cho đến thập niên qua đến 90 thì bắt đầu người Hoa họ mới là đổ xô vào cái khu vực này, họ làm nhà hàng rất là nhiều. Còn đây là cái chỗ thay đổi đổi tiền đây. Thì mình vô trong đây mình đổi tiền cho cậu em. Bây giờ để tiếp tục nhắc về cái vấn đề quận 13 hình thành các Chinatown như thế này cho các bạn nghe. Bởi vì mình qua bên đây từ 79 lận cơ. Thì 80 ở trên đây thì quận 13 này mới xuất hiện có vài cái nhà hàng người Á Châu mình với lại quán cà phê này nọ. Nhưng mà qua một cái thời gian đến thập niên 90 thì bắt đầu rộ. Chính vì vậy nên người Việt Nam mình vào cái thời điểm đó lại bán qua cho người Hoa. Thì lúc đó là người Hoa là bắt đầu làm xếp sòng làm chủ cả cái khu vực quận 13 này luôn. Thì tiếp tục sau đó là Paris Store rồi Big Store rồi tất cả những cái cửa chợ lớn của người Hoa mọc lên như nấm. Từ đồ Plan Porte, đồ lấy liền, những cửa tiệm thịt, rồi cửa ăn uống. Nói chung ra là mọc lên như nấm ở cái khu quận 13 này luôn. Sau này trở thành một cái khu Chinatown của người Hoa. Trước mặt mình đây là cái khu sinh hoạt chợ trời của người Á Châu mình bán ở vỉa hè. Hôm nay là ngày trong tuần nên không có đông cho lắm. Chứ bình thường vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cái khu này là kẹt cứng luôn. Cảnh sát ở đây giải tỏa rất là nhiều lần. Nhưng mà nói Chinatown của người Hoa ở đây là tà pí lù mọi người nha, nhiều nước lắm. Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, nói chung là cộng đồng Á Châu ở đây rất là nhiều. Nhưng mà lớn nhất là cộng đồng của người Hoa là lớn nhất. Tới du lịch ở Paris thì hầu như các du khách đều ghé vào cái khu vực này. Với những cái hình ảnh này mình quay đó thì người Việt mà khi đã đi du lịch ở quay bên Tây này, họ xem lại họ nhớ đây là cái khu quận 13. Ai nhìn vô cũng biết hết. Và đây là một cái trung tâm siêu thị cũng kế bên ở trong quận 13 luôn. Cũng khá lớn nhưng mà ở trong đây là chợ của Tây. Nhưng mà những cái gian hàng nhỏ là của người Á Châu mình. Đây mình vô mình quay một chút cho các bạn xem về những cái sinh hoạt của người Á Châu ở khu vực sống ở trong cái khu vực quận 13 cho các bạn xem. Sau khi ăn uống xong thì làm một vòng du ngoạn ở quận 13 thì mình chở cậu em đi về hotel để nhận phòng. Và buổi chiều mình đi đến khách sạn bằng metro để dẫn cậu em đi chơi buổi tối. Như vậy nó thoải mái hơn. Tìm chỗ đậu xe cũng rất là khó. Đây, tới sát. Gặp anh Trường Lâm, anh họ của mình. Hai anh em dung dân dung vẻ ở trong cái gì đây ở đây á? Trung tâm thương mại. Tiệm rất đẹp. Vui vẻ. Wow, hấp dẫn nhỉ. Hiện tại bây giờ mình đang ở cái Passage Jouffroy, cũng giống như Passage Eden ở Việt Nam mình á. Ở đây có cái cửa tiệm họ trưng bày về Noel rất là đẹp, nhìn rất là lộng lẫy, nên mình ghi lại chút ít hình ảnh cho các bạn xem. Đây là trong khu vực của cái Passage. Ở đây họ tạo dựng là những cái cửa tiệm rất là đẹp. Đúng rồi, ở đây họ trang trí rất là lộng lẫy lắm nha. Vô trong đây mình cứ tưởng là một cái siêu thị hay là một cái gì lớn lắm. Nhưng mà không có, bởi vì cái chiều sâu của cái Passage này không có lớn lắm. Nên mình đi chút ít, mất chút ít thời gian thôi là mình đã đi hết cả cái Passage này rồi. Đây là trên đường mình đi đến. Nó nhỏ nhỏ, nhìn nó trang trí rất là ấm cúng. Khi mà đi vô trong đây ai thích ngắm hay là thích tản bộ cũng là một cái cảnh đẹp để cho du khách đi tham quan nhân dịp cái lễ Noel. Nên mình dẫn cậu em họ, vợ chồng cậu em họ vô đây xem. Bây giờ sau khi xem xong xuôi giờ đi ra để đi về hướng Opera.
uống cà phê hay uống rượu bên vỉa hè, đây là một cái thú của người Pháp. Sau ít phút đi bộ thì mình cũng đã đi đến trung tâm thương mại Galerie Lafayette, bởi vì cậu em mình mướn cái hotel cũng ở gần cái trung tâm siêu thị này nên đi bộ cũng rất là dễ dàng, hoặc là đi chơi về khuya cũng ok. Phải nói là cái trung tâm thương mại này hay là cái khu vực về ở Opera lúc nào cũng đông người hết, rất là nhộn nhịp, mọi người sống về đêm. Nói chung rằng là cái khu vực này nó là từ sáng cho đến tối lúc nào cũng đông người hết mà rất là vui luôn. Bây giờ hiện tại là khoảng chừng 6 giờ hơn một chút thì Galerie Lafayette rất là đông khách, rất là đông người đến đây, họ đi mua sắm vào cái dịp lễ Noel, còn không thì họ đến cái trung tâm thương mại để thưởng lãm cái cây Noel. Phải nói năm nay ở Galerie Lafayette họ trưng bày cái cây Noel rất là độc đáo nha, rất là đẹp. Galerie Lafayette họ trưng bày Noel rất là tuyệt vời luôn. Ở trên họ làm những cái dàn kim tuyến rất là cao với cái dạng hình cây thông. Bây giờ mời các bạn theo chân mình đi vào tham quan nha. Hiện tại bây giờ du khách hôm nay quá đông luôn, đi là nhúc nhích qua nên đâm ra mình đi tìm cái thế để mình quay nó hơi khó. Quá đẹp. Đây là cái trần nhà của nóc nhà trung tâm thương mại Galerie Lafayette. Họ trang trí rất là độc đáo nha, với cái ánh sáng, với những cái cây thông, rồi những cái đề co ở chung quanh. Phải nói rằng là rất là tuyệt vời luôn. Còn ở bên dưới là rất nhiều cửa tiệm, toàn là những hàng mạc nổi tiếng trên thế giới không thôi đó. Và ở đây cũng không có lấy làm gì mà rẻ, đồ ở đây cũng khá mắc. Cái cây Noel ở Galerie họ trang trí và nó nhìn rất là quyến rũ, rất là đẹp nha, rất biết bao nhiêu là cái công phu. Và là cái năm nay phải nói là mình thấy đẹp hơn với cái nhiều năm khác. Mấy cái năm trước mình đi mình thấy không có đẹp. Đây mình quay lại thêm một lần nữa cho mọi người xem nha, cho nó rõ ràng. Còn ở bên dưới đây là hầu như họ bán về nước hoa rất là nhiều và những cái mạc nổi tiếng của nước Pháp. Trước mặt mình nó là Lancôme, Le Labo. Bên đây là Guerlain. Trước mặt mình đây là cái hãng Dior. Đây là cửa tiệm Dior nghe, họ bán chuyên về nước hoa. Là khu vực cửa sau của nhà hát Opera của thành phố Paris. Đây là trạm metro chính khi đi lên trên cái
Opera, nhà hát thành phố của nước Pháp. Và mình quay một vòng 360 độ cho mọi người xem. Và đây là cái khu vực chính mà hầu như ban ngày và ban đêm lúc nào cũng đông du khách. Khu vực này rất là tấp nập, có nhiều lúc ở đây họ có những cái ban nhạc nhỏ nhỏ, họ mang ra ngoài đây họ chơi nhạc, rất là vui. Đây là cái khu vực bùng binh ở trước nhà hát thành phố của nước Pháp đây. Mà mình ngạc nhiên là năm nay mình thấy ở đây họ không có trang trí về Noel nha. Chứ mỗi năm thường thường thì ở đây họ trang trí rất là nhiều. Mấy giờ? Cái này phải rung. Cái này là mà mình quay ngược. Cái này quay ngược. Sau khi ăn uống no nê rồi thì hai cặp chúng tôi lại tiếp tục đi bộ từ Opera mà đi bộ lên nhé, Jardin Tuileries để xem Marché de Noël. Thì trên đường thì đi ngang qua cái Place Vendôme. Ở đây mình thấy cái Place Vendôme năm nay họ decor những cái cây Noel, những cái cây thông bằng đèn rất là đẹp luôn, nhìn rất là lớn. Và ở đây là cái khu trung tâm của những cái mặt hàng nổi tiếng của nước Pháp. Và rất là rộng lớn nha. Ở đây họ răng đèn suốt đêm luôn. Đây là những cái cây thông rất là lớn đây. Mình quay sát gần cho mọi người xem. Ở đây thì bây giờ thì còn tương đối còn sớm. Nếu một hồi nữa trễ một chút xíu thì ở đây rất là đông. Và bây giờ tiếp tục mình đi bộ đi lên trên cái khu vực Jardin Tuileries. Thì mình sẽ phải đi ngang qua những cái khu rất là sang. Những cái khu vực này là những cái khu đắt tiền nhất ở Paris. Nhưng họ trang bày trang trí rất là đẹp. Hôm nay cả nhà đi Marché Noël ở Tuileries. Trước mặt mình đây giờ là cái Jardin Tuileries. Đây là khu vực cửa chính để đi vào chợ đêm Marché Noël nha, chợ Noel nha. Tới đây mình ngửi thêm mùi bánh họ nướng, những cái hạt dẻ rất là thơm. Cẩn thận cái chân. Ở đây những cái bậc thang đó, có chừng té đó. Khi bước chân vào trong cái khu vực này đó, mình thấy, mình ngửi thấy toàn là cái mùi thơm thôi. Vì đây là cái khu vực Marché Gourmand. Chỗ này là cái chỗ họ bán đồ ăn rất là nhiều. Còn cái khu vực vui chơi thì nằm ở hướng bên tay trái mình. Trước mặt là cái khu vực ăn uống để ngửi mùi rất là thơm nha. Ở đây thì họ bán bia rồi bán những cái phát, những cái đồ nuôi rồi sốt xít. Bằng tay mình nè, bằng tay mình nè. Cái này không phải xúc xúc. Cái này là có hoa nhông. Đây có lẽ là cái chảo khổng lồ mà mình lần đầu tiên mình thấy nha. Đây mình đi mình quay cho các bạn xem nghe. Ở đây họ bán đồ ăn rất là nhiều, đủ loại thức ăn hết. Mình mới vừa ăn ở trong nhà hàng ra, tới đây mình ngửi thấy mùi thức ăn vẫn còn thấy đói nữa.
Rồi, chung quanh họ bán đồ ăn, họ nướng, họ chiên, họ xào, rất là thơm nha. Ở đây thì họ có bán rượu nóng này. Có biết ông rượu không mà đứng ngay ngó? Rượu nóng ngon. Bây giờ cũng khoảng hơn 10 giờ tối rồi mà mình thấy du khách đến đây mỗi lúc mỗi một đông nha. Mình nghĩ rằng này giờ này sẽ là vắng khách nhưng mà mình thấy hôm nay là quá trời khách luôn. Họ đi vui chơi, đến đây ăn uống rồi cho các cháu đi chơi những cái trò chơi của mấy đứa nhỏ. Hôm nay cuối tuần đi vào cái khu vực này quá đông luôn. Đi là phải chen lấn á. Chẳng bù hôm bữa mình đi Reims thì tới đó mình ăn buffet volonté. Sau đó là mình đi Marché de Noël ở khu vực Reims. Đâm ra mình thấy cái Marché de Noël ở Tuileries họ tổ chức và nó rất là hoành tráng. Nó không có lớn lắm, nó không có nhỏ lắm. Nhưng mà nó trung bình thôi, nhưng mà nó được con cái nó nằm ở trung tâm thành phố của Paris hoa lệ. Nên mình nhìn chỗ nào mình thấy đèn đóm, ánh sáng rất là rực rỡ. Chẳng bù với lại cái ở trên Reims, mình thấy nó... Cái park nó rất là lớn, rất là rộng, nhưng mà nó có chiều dài thì dài lắm. Nhưng mà đèn đóm họ trang trí không có được nổi bật cả một cái khu đó. Ánh sáng họ làm tối tối, đâm ra đi chơi cũng không thấy được đẹp. Nhưng mà ngược lại ở Times thì cái nhà thờ ở đó thì họ trang trí rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là mình không có đến được, bởi vì quá trễ rồi. Mình đi Marché de Noël ở Times thì mình đến mình rời đó là 11 giờ hơn rồi. Mà về đây mình phải tới một tới mấy sáng được. Nên đâm ra mình không có thời giờ ghé tham quan ở cái nhà thờ trên đó. Mà ngược lại ở Paris thì nhà thờ Paris thì hiện tại đang sửa chữa. Notre Dame de Paris bị cháy. Bây giờ thì sửa chữa được mấy năm nay rồi. Hy vọng giờ năm tới sẽ xong. Để coi như là chào đón du khách khắp nơi trên thế giới về dự cái tham dự cái Thế vận hội tổ chức ở Paris. Còn cái gian hàng này họ bán súp. Ở đây họ có, mình thấy họ có bán súp aux oignons này. Đó, súp aux oignons. Đằng kia gọi là cái bảng nó che rồi mình đọc không có rõ. Họ bán ba loại súp là súp aux oignons này, súp aux légumes này, súp aux légumes với súp de lentille. Không biết súp de lentille mình có phải đúng không.
đi. Hôm nay coi như là dẫn cậu em họ ở bên Mỹ qua chơi, đi nguyên một ngày trời luôn, đón ở phi trường rồi chờ đi ăn uống, xong xuôi đi lấy phòng ở hotel, rồi chiều tối lại đi tham quan những cái siêu thị lớn ở Paris, ở Opera, đi Place de Vendôme, thì cuối cùng là đi cái Marché de Noël ở Tuileries. Phải nói ngày hôm nay mà đi chơi phải nói là vui quá đi, nên đâm ra không thấy mệt. Hy vọng rằng là cái chuyến đi chơi lần này mình để lại cho vợ chồng cậu em có một ký ức không bao giờ quên về Paris, với cái chuyến đi chơi của hai vợ chồng mình làm hướng dẫn viên đi tham quan Paris về đêm, nhất là về những cái ngày lễ Noel, những ngày lễ cuối năm ở nước Pháp, nhìn đâu cũng thấy đẹp, đầy đủ ánh sáng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày lễ Noel, tức là đêm Giáng sinh, Chúa sinh ra đời đó. Thì hôm nay mình được may mắn là mình đi dạo tham quan ở chợ đêm Tuileries ở Pháp, ở trung tâm thành phố Paris. Mình ghi lại những cái hình ảnh này đẹp để cho các bạn xem như là một cái món quà tinh thần được các bạn thường lãm qua màn hình nhỏ của YouTube hoặc là trên telephone, để xem lại những cái hình ảnh mà ở bên nước ngoài họ tổ chức đêm Noel hay là chợ Noel về đêm như thế nào. Ở cái quầy hàng này đó, mình thấy họ bán sô cô la rất là nhiều nha. Họ bán từng thẻ sô cô la, nhưng mà cái thẻ sô cô la rất là lớn, đủ loại màu sắc hết. Còn hướng bên đây, cửa tiệm kế bên thì họ bán phô ma sosis. Phô ma thì có đủ màu luôn, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nói chung ra là phô ma với lại sosis của Tây ăn là số 1. Riêng về kẹo mè sừng đây đó thì có đủ loại luôn. Các loại vừa hạt dẻ, vừa đậu phộng. Nói chung là nhiều loại hạt khác nhau, rất là ngon. Sau khi đi tham quan Marché de Noël của Jardin des Tuileries thì coi như là đến đây là mình chấm dứt. Bây giờ mình sẽ đưa hai vợ chồng cậu em họ mình trở về lại khách sạn. Nhưng mà trên đường trở về khách sạn mình sẽ đi lại cái quãng đường hồi nãy mình đã đi qua. Tức là mình đi ngược về hướng cái Place Vendôme. Khu vực đó cũng rất là nhộn nhịp, vẫn còn ánh sáng đầy đủ, rất là vui. Mình mong rằng là tất cả các bạn khi xem video này của Trường Lâm Nguyễn sẽ ủng hộ kênh mình nha. Like và subscribe nha.
Trước khi dừng video, mình cũng xin mến chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều niềm vui. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bây giờ để tiếp tục đi về hướng Opera, tức là gần cái hotel của cậu em mình đó. Thì khi đi ngang vào cái khu vực này đó, thì gặp cái tiệm Tiger Sugar, thì cậu em mình lại muốn uống nước. Vô trong đây anh em mỗi người làm một ly, mà ly to quá uống không hết đâu. Nhưng mà không sao, thì mặc dù trời lạnh. Rồi rốt cuộc đi bộ tàn tàn trở về đến lại hotel Holiday Inn. Đây là cậu em mướn ở đây.